và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày bị chỉ trích giật chồng Mai Phương đang kim cứng rắn đáp trả trai tôi đầy sao phải giật của ai bị ném đá dữ dội sau khi công khai đăng ảnh thân mật với Phùng Ngọc Huy trong tiệc sinh nhật của con gái ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, đăng kim mới đây đã không chịu nhịn nữa mà đanh thép phản pháo về sự việc. Nữ ca sĩ cho hay cô đã bị khủng hoảng tinh thần và stress quá nặng trong câu chuyện này vì càng giải thích lại càng bị nguyền rủa và chửi oan vô cớ. Đang kim viết Tôi xin lỗi, trai tôi đầy nha, tôi đang sống ở Mỹ, tôi có tên, có tiền, cũng giả xấu, Ai yêu ai thích tôi, họ đều tìm đến tôi. Tôi chẳng tìm ra ai để gọi là giật chồng ai nghe không? Ai yêu ai thích tôi, họ tìm tôi. Tôi chẳng tìm ai để gọi là giật chồng ai nghe không? Mà tôi lấy ai kể tôi, không lẽ họ đến yêu và lấy tôi thì tôi phải có tội. Bao nhiêu cuộc tình chia tay trên thế gian này, không lẽ những người đến sau là phải bị nguyền rủa? Sự việc liên quan đến Phụ Ngọc Huy đã được nữ diễn viên Ốc Thanh Vân giải thích kỹ càng, khẳng định Mai Phương không oán ngận tình cũ và hai người vẫn giữ liên hệ với nhau. Tuy nhiên, một số anti-fan quá kích vận tấn công nam ca sĩ dữ dội trên mạng xã hội khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Được biết, mối quan hệ của Phùng Ngọc Huy với Đăng Kim chỉ bắt đầu khi nam ca sĩ sang Mỹ, thời điểm cuộc tình với Mai Phương đã kết thúc. Phùng Ngọc Huy lần đầu xuất hiện sau cơn khủng hoảng vì Mai Phương Quý vị thân mến, nghệ sĩ hài Thúy Nga tiết lộ Phùng Ngọc Huy đã tươi tỉnh lại một chút sau thời gian bị áp lực bởi chuyện bỏ rơi mẹ con Mai Phương. Mới đây, các nghệ sĩ hải ngoại chia sẻ hình ảnh mới nhất về ca sĩ Phùng Ngọc Huy sau thời gian bị áp lực bởi dư luận vì chuyện bỏ rơi mẹ con Mai Phương. Anh đến dự tiệc thôi nôi của con gái ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cùng đồng nghiệp. Phùng Ngọc Huy tươi tắn chụp ảnh với đàn anh Quang Dũng và các đồng nghiệp hải ngoại. Khi Mai Phương nhập viện vì ung thư, các nghệ sĩ trong nước cùng chung tay giúp đỡ, nhưng nam ca sĩ vẫn im lặng khiến dư luận tức giận. Sự im lặng của ca sĩ điển trai làm cộng đồng mạng tức giận, Họ bèn nhục mạ Phu Ngọc Huy và thậm chí là cả gia đình anh. Điều này buộc ca sĩ 8X phải lên tiếng để bảo vệ người thân và trấn an dư luận. Nghệ sĩ Hai Thúy Nga tiết lộ hiện tại Phùng Ngọc Huy đã tươi tỉnh lên một chút và bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh hiện tại của anh. Các đồng nghiệp khác cùng động viên diễn viên của Cổng Mặt Trời vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy cho biết anh chưa thể về Mỹ do trục trặc giấy tờ. Tuy nhiên, anh vẫn không ngừng gọi điện về Việt Nam để động viên cho Mai Phương tiếp tục điều trị. Ngược lại, cô cũng khuyên anh đừng buồn phiền vì dư luận. Thanh Thảo cũng đã có mặt ở buổi tiệc. Ở Mỹ, các đồng nghiệp đều lên tiếng bình vực Phùng Ngọc Huy và kêu gọi cộng đồng mạng ngừng tấn công tinh thần của ca sĩ. Bạn gái Phùng Ngọc Huy bị ném đá dữ dội vì trót khoe nổi tiếng hơn nhờ chuyện Mai Phương bị bệnh. Thưa quý vị tín giả thân mến, ca sĩ Đăng Kim phải nhận nhiều gạch đá khi hí hững khoe được nhiều người theo dõi hơn sau vụ Mai Phương phải nhập viện vì ung thư phổi. Đang Kim là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, cô được cho là bạn gái của Phùng Ngọc Huy. Nhiều người cho rằng cô chính là người chen ngang phá hoại mối quan hệ của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nên chửi rửa thậm tệ. Điều này đã khiến nữ ca sĩ không ít lần bức xúc lên tiếng. Tuy nhiên mới đây nhất, cô đăng một status khá vui vẻ sau nhiều ngày bực bội. Cô hãnh diện chia sẻ, trong một tuần có thêm 4.000 fan đăng ký theo dõi, cuộc sống công bằng lắm, trong cái chuỗi lại có cái may. Chia sẻ của Đăng Kim nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, trong đó nhiều fans của Mai Phương lại tỏ ra bất bình và tiếp tục ném đá chỉ trích nữ ca sĩ hải ngoại. Ngoài ra cũng có một số ít vào bình luận động viên Đăng Kim. Được biết từ trước khi xảy ra vụ việc anti-fan của Mai Phương ném đá, số ít khán giả trong nước biết đến ca sĩ Đăng Kim là ai. Tuy nhiên đúng là sau vụ việc vừa rồi, cái tên Đăng Kim đã được phủ sóng khắp các mặt báo Việt. Nữ ca sĩ cũng có thêm nhiều lượt like và theo dõi trên trang cá nhân hơn. Trước làn sống chỉ trích là kẻ thứ ba, giật chồng thời gian qua, Đăng Kim đã từng nhiều lần bước xúc lên tiếng về tự dưng là kẻ tội đồ. Cô than rằng mình bị chửi như kẻ thù 80 kiếp trước. Cô cũng thanh minh, tôi và Phùng Ngọc Huy quen nhau sau khi Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã chia tay 4-5 năm rồi, không có chuyện cô là người thứ ba. Nữ ca sĩ cũng khẳng định tôi không đuôi theo vụ này để được nổi tuyến, như thế thì tội lỗi lắm. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy nói, trang cá nhân của tôi bị tấn công, nhà bị đập cửa. Thưa quý vị thính giả thân mến, ca sĩ Phùng Ngọc Huy nói Tôi hụt hẫn suy sụp trước áp lực của dư luận, trang cá nhân của tôi bị tấn công, nhà riêng của tôi và bố mẹ bị đập cửa. Tôi không bào chữa hay biện minh, nhưng Phương đang bệnh nặng, tôi cần phải mưu sinh. Ngay sau khi diễn viên Mai Phương phải nhập viện điều trị ung thư, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của cô và cũng chính là bố đẻ của bé La Vi, trở thành người phải hứng chịu những mũi dùi của dư luận. Mọi người chỉ trích anh đã bỏ lại hai mẹ con Mai Phương để sang Mỹ lo cho cuộc sống cá nhân mình chia sẻ trên báo phùng ngọc huy cho biết rất muốn về việt nam ở bên cạnh bạn gái cũ song không thể thu xếp vì lý do cá nhân thay vào đó anh liên lạc với cô mỗi ngày để động viên cô giữ tinh thần lạc quan để chống chọi bệnh tật ngoài ra ca sĩ thường xuyên liên lạc với những người bạn thân bên cạnh mai phương trong đó có diễn viên ốc thanh vân nhờ họ cập nhật tình hình sức khỏe phụ anh chăm sóc cô và bé la vi Phùng Ngọc Quy giữ im lặng suốt thời gian thông tin bệnh của Mai Phương được nhiều người biết đến. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích thậm chí kêu gọi tẩy chay vì cho rằng anh không quan tâm đến Mai Phương và con gái. Thậm chí có người còn nói sẽ phá rối nếu bộ show nào mời Ngọc Quy biểu diễn. Ca sĩ tâm sự, tôi hụt hẫng suy sụp trước áp lực của dư luận. Tra cá nhân của tôi bị tấn công, nhà riêng của tôi và bố mẹ, bị đập cửa tôi không bào chữa hay biện minh nhưng phương đang bệnh nặng tôi cần phải mưu sinh để tôi mất phương tiện kiếm sống bé la vi sau này ai sẽ chăm lo đây trên giường bệnh mai phương nhắn bạn trai cũ giữ sức khỏe đừng quan tâm quá nhiều những lời công trích trên mạng xã hội Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư lúc bé La Vi lên 2 tuổi, anh và bạn gái cũ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng gọi video để bé La Vi không quên mặt da. Mai Phương không yêu cầu người cũ chu cấp để nuôi con, thỉnh thoảng anh gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho con gái. Phùng Ngọc Huy thấy có lỗi khi không lo lắng được cho bạn gái cũ nhiều hơn, nhưng anh khẳng định chưa bao giờ bỏ bê cô. Anh cho biết, tôi ở bên Phương trong giây phút vừa cạn cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Khi không đủ duyên nợ đi tiếp cùng nhau, cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Trước đó, về mối quan hệ của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, MC Ốc Thanh Vân là bạn thân của Mai Phương chia sẻ. Hiện tại bạn trai cũ vẫn liên lạc với Mai Phương và anh cùng rất đau lòng khi biết tin bạn gái cũ bị bệnh nặng. Phùng Ngọc Huy vẫn quan tâm Mai Phương nhưng việc không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ ở chừng mực. Ốc Thanh Vân chia sẻ thêm, ngay lúc này Phương và Huy vẫn liên lạc, Huy cũng khổ sở suy sụp lắm, Câu chuyện trước đó chúng ta không bàn đến vì đó là việc riêng của họ, nếu đúng là của nhau thì chắc Huy cũng không sang Mỹ và Phương cũng không phải khổ, có những điều chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết thôi, nhưng họ vẫn tự tế với nhau chứ không thù hận. Về tình trạng bi đát của Phùng Ngọc Huy khi bị khán giả chỉ trích, MC Ốc Thanh Vân cho biết, Ốc Thanh Vân chia sẻ, show hủy hết trong khi giờ hát được thì cũng kiếm được tiền gửi về cho con gái, thật sự là bạn ấy cũng vẫn quan tâm, nhưng việc không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ ở chừng mực. Bản thân Huy cũng chưa ổn định không dư giả để lo cho con, nhưng cũng công tệ đến mức không biết đến con. Âu cũng coi như là một biến cố mà Huy phải trải qua, giờ Phương thế nào thì Huy cũng vẫn còn trách nhiệm với con gái, đó là điều một người đàn ông nên làm. Huy thấm thía và khổ sở lắm rồi, mong mọi người hiểu và cảm thông cho Huy. Nữ diễn viên cho biết Mai Phương vẫn còn nặng tình và mong Phùng Ngọc Huy quay về. Ốc Thanh Vân nói, về phần Phương, thật sự Phương còn nặng lòng với Huy, mong Huy về lắm, nhưng giấy tờ như thế Huy chưa thể về được nhà. Choáng với số tiền các nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ cho Mai Phương trong hai đêm nhạc lên đến hơn 1,7 tỷ đồng. Thưa quý vị tính giả thân mến, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên ban đầu hiệu tra đấu giá để có kinh phí giữa ung thư phổi cho đồng nghiệp. Tối ngày 31 tháng 8, chương trình tình nghệ sĩ tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc là sự kiện kêu gọi nhằm giúp diễn viên Mai Phương đang điều trị ung thư phổi di căn sang xương tại Bệnh viện Quân Y 175. Tổng số tiền thu được sau hai đêm nhạc từ việc bán vé, ủng hộ và đấu giá là hơn 1,7 tỷ đồng. Số tiền ở đêm thứ hai là 920 triệu đồng, dư vật phẩm giá trị tiếp tục được đem ra đấu giá. Lệ Quyên giới thiệu chiếc kính hàng hiệu phiên bản giới hạn cô mua từ chuyến lưu diễn ở Thụy Điển. Một cặp vợ chồng doanh nhân trẻ mua nó với giá 150 triệu đồng. Đàm Vĩnh Hưng đấu giá trước chiếc iPhone mới sẽ bán giữa tháng 9. Ca sĩ khẳng định chiếc điện thoại được mang về từ Mỹ. Hai ngày trước thời điểm ra mắt từ một người quen của anh làm trong hãng Apple, một người bạn của nam ca sĩ đã mua chiếc điện thoại với giá 170 triệu đồng. Một doanh nhân cùng ủng hộ đem nhạc hơn nửa tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, voucher và hiện vật để đấu giá. Ban tổ chức vui mừng khi số tiền thu được trong đêm thứ hai nhiều hơn đêm đầu. Lê Hiếu, Phủ Hà, Tốc Tiên, Gia Bảo, Lèo Phương Anh, Hoài Lâm, Dương Cẩm Linh. Tham gia đêm thứ hai, họ hy vọng ở Hà Nội và các nơi khác sẽ có nhiều đêm nhạc tương tự. Chiều ngày 1 tháng 9, các nghệ sĩ sẽ đến thăm và trao tiền cho Mai Phương và Lê Bình, nghệ sĩ đang điều trị bệnh ung thư phổi ở cùng bệnh viện. Trước đó, nhiều đồng nghiệp cũng kêu gọi ủng hộ Mai Phương qua mạng xã hội như ca sĩ Nhật Tinh Anh, Hồ Ngọc Hà, MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Ngọc Huyền, Các Phượng, Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Nhân dân Hồng Phân. Những ngày qua, con gái Mai Phương là bé La Phi, 5 tuổi, được gửi cho người bạn của diễn viên chăm sóc. Mai Phương là mẹ đơn thân, khi bệnh nặng, cuộc sống của cô càng khó khăn vì nhà neo đơn, con còn quá bé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.